Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đi theo một cái mạch, cái chuỗi. Ngày đầu tiên là chúng ta gặp gỡ Thầy Giê-xu. Ngày hôm qua chúng ta đón nhận, sau khi đã gặp và gỡ, mình gặp Chúa và được Chúa gỡ, thì chúng ta đi tiến sâu thêm một bước, cao lên thêm một bước. Đó là đón lấy Chúa Giê-xu, nhận Chúa Giê-xu làm của mình, một cái như một kho báu sở hữu. Và ngày hôm nay thì chúng ta đi đến cái cảm nhận chúng ta được mời gọi sống như Thầy Giê-xu. Nếu mà hai cái bước trước mà không đi đến cái bước thứ ba này thì uổng lắm. Chúng ta được Chúa giúp cho bao nhiêu việc, được Chúa vào trong đời của mình, thì phải đi đến cái bước thứ ba là ta sống như Thầy Giê-xu. Hôm qua chúng ta đã nhấn mạnh nhiều với cái khái niệm ở lại trong. Tối về con lên Facebook thì ít nhất là có 2-3 người hỏi con thêm về cái khái niệm của cái cụm từ ở lại trong. Thì con xin trình bày như thế này, nó cũng là một cái hay. Cái ở lại trong đó nó dẫn chúng ta đến cái thứ ba này, là cái sống như. Cái minh họa rõ nhất cho việc ở lại trong, người này ở lại trong người kia, các ông chúng ta, đàn ông chúng ta không hiểu, nhưng mà các bà thì cảm nhận được dễ hơn. Đó là khi các bà mang thai thì em bé nó đã ở trong mình rõ ràng. Nó hình thành từ một cái chấm nho nhỏ xíu, bào thai hình thành rồi nó lớn lên dần dần. Con làm bảo vệ sự sống và dạy giáo lý hôn nhân, con xem cái bộ phim Odyssey de la Vie, tức là nó kể lại một cái hành trình làm người của một em bé. Và một cái bộ phim nữa của Pháp là Le bébé est une personne, là em bé là một nhân vị. Thì trong đó chúng ta mới thấy cái quá trình cái đứa bé được Chúa gửi vào ở trong lòng của người mẹ, ở trong người mẹ. Và đứa bé cứ lớn lên dần dần, cái bụng người mẹ cũng cứ lớn theo. Và đứa bé nó hình thành xương, thành thịt. 3-4-5 ngày là bắt đầu hình thành quả tim. Và quả tim được đập như vậy đều đặn cho đến khi ăn rất ngàn thu, ngừng tim, lúc đó là chết. Rồi từng cái đốt xương hình thành, bộ não hình thành sớm nhất, rồi cái xương sống, cái cột sống, rồi đến hai cái chi tay, rồi hai cái chân. Cái nào mà quan trọng thì ra trước để hình thành những cái nền cuộc đời của em bé. Em bé tiếp tục ở trong bụng mẹ lớn lên dần dần và được nuôi dưỡng bởi hai thứ, là thức ăn của người mẹ. Người mẹ ăn cái gì thì lọc lại, chế biến lại và đưa vào trong cái cuống nhau, cuống rốn, để mà đưa vào nuôi cái đứa bé. Đứa bé biết thưởng thức. Chúng ta ăn cái món gì ngon nó chép 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 miệng ấy. Mà lỡ mà ăn cái món gì nó hơi đắng, nó hơi cay chút xíu, nhăn mặt ấy. Người ta quay phim được cái đứa bé nó như vậy. Và thứ hai nữa là đứa bé được hít thở. Lúc đó cái lá phổi của em bé chưa hình thành, hay là hình thành mà chưa sử dụng. Và người mẹ hít thở không khí bên ngoài, và oxygen được đưa vào cũng qua cái dây nhau, qua một bào chế ở cái bánh nhau, rồi mới qua cái dây nhau truyền vào cho đứa bé. Oxy đi thẳng vào máu của đứa bé, không qua luồng phổi. Sau này khi đứa bé sinh ra đời, nó hét to lên một cái, nó khóc một cái, hay là nếu nó chưa chịu khóc thì cái cô đỡ, cô lấy tay cô phất nhẹ một cái vào trong cái mông, nó đau quá nó kêu á một cái, thì đó là hơi thở đầu tiên. Đứa bé hít thở cái oxy lần đầu tiên cho cái lá phổi, nó hấp thu oxy, không còn nhờ mẹ, tại vì lúc đó đã cắt cái dây nhau rồi. Đứa bé lớn lên thêm nữa, ra đời rồi,
thì được bú mấm nâng niu, bú vẫn là bú dòng sữa của mẹ. Người ta nói là sữa bò là dành cho con bê, còn sữa mẹ là dành cho em bé. Nên đừng có bà mẹ nào mà dại dột, sợ hư cái phọt mà của mình không cho con bú, đi mua cái sữa đắt tiền, nghĩ là nó sẽ mô phỏng được cái sữa mẹ. Không có đâu, tốn tiền vô ích. Sữa mẹ rất là tầm thường mà lại vô giá, nhạt nhẽo, không có gì thơm tho, không có gì, không có ấm theo kiểu pha sữa trong bình lắc lắc cho đứa con nó bú đâu. Vậy mà cái dưỡng chất ở trong cái sữa mẹ trong 6 ngày đầu tiên là làm cho đứa bé có thể miễn trừ bao nhiêu là thứ bệnh, và nó tăng trưởng vọt lên là nhờ 6 ngày đầu tiên được bú sữa mẹ. Bú mớm, bây giờ nhiều người nghe đến chuyện mớm cơm lè lưỡi vào ghê quá, cha gần này mà lạc hậu, không có khoa học gì cả, phản khoa học. Bây giờ các bà mẹ không còn ai cho con ăn mớm nữa. Con được lớn lên, con được ăn mớm tới 6 tuổi. Có nghĩa là bà mẹ nhai cơm với đầy đủ thức ăn, gia vị, ngon, vừa miệng rồi. Cộng với cái nước bọt của người mẹ đó, nó làm nhuần nhuyễn cái thức ăn đó rồi. Thì mẹ mới lè ra một cái thìa đút cho đứa con. Đứa con ăn rất là ngon, tiêu hóa rất là dễ dàng. Mà đứa con ăn mà thấy thích thú là bởi vì nó đang ăn từ người mẹ, chứ không phải như bây giờ đi nhà trẻ hay là ở nhà mẹ dỗ con phải làm đủ trò, dụ nó ăn, không ăn là quát nạt nó, càng quát nó càng không ăn. Bởi vì nó không được nhận cái sự sống từ người mẹ. Con được ăn mấm như vậy mẹ con rồi, rồi mẹ con nhường lại cho chị cả của con. Hôm qua con có nói chị cả con sinh năm 36, tức là bằng tuổi thầy Thiện ở đây này. Thế là chị con bắt đầu mấm tiếp cho con. Đến khi chị con đi lấy chồng, con đã được 6-7 tuổi, không còn ai mấm cơm cho mình, khóc bỏ ăn mấy ngày, đói quá là phải tự xúc cơm mà ăn. Và từ đó con không còn được nuôi dưỡng bởi cái tình yêu của người mẹ, của người chị, người chị lớn trong nhà thay cho mẹ. Con đang diễn tả cái chuyện ở lại trong. Nãy giờ chúng ta thấy cái bào thai nằm ở trong người mẹ đã đón nhận tất cả từ người mẹ, ở trong người mẹ nuôi mình. Đứa mẹ sinh đứa con ra tưởng là hết ở trong cái gì, là thưa không, cái đứa con lại tiếp tục ở trong mẹ, là trong cái vòng tay ấm áp, trong cái dòng sữa nuôi nấng, trong những cái đêm mất ngủ, trong những cái thìa thuốc mà mẹ xúc cho con, trong cái vòng tay mẹ ôm con lúc con nó lên cơn sốt. Năm 14 tuổi con ăn bánh nướng Trung thu trúng độc, thượng thổ hạ tạng, kinh khủng, người bầy bẩn thỉu. Mẹ con ôm con xuống tắm, nấu nước sôi vừa phải, tắm lau khô con, bọc cho con trong một cái chăn, mang lên trên giường. Mẹ con đặt con nằm xuống, mẹ con nằm bên cạnh ôm con. Cứ thế mà mẹ con nhịn ăn để mà ôm con cho con được giấc ngủ. Và con ngủ ngon, trong cái giấc ngủ đó con được chữa lành, chữa lành bằng tình thương và vòng tay của người mẹ. Nên mặc dù đã không còn ở trong mẹ, nhưng ở ngoài mẹ rồi, nhưng mà cái đứa con ấy với bé bỏng yếu ớt mong manh thì vẫn được ở trong mẹ, trong tình thương của mẹ. Lớn lên một tí nữa, 10 tuổi con đi tu. Con đi tu đệ tử viện La San, dòng La San. Ở Huế này có cái trường Bình Linh của La Cáp Sư La San. Mẹ con mất ăn mất ngủ, đi ra đi vào nhìn thấy cái guốc của con, đôi guốc vứt lòng chồng đó, mẹ con lại khóc. Thế là mẹ quyết định lên lôi cổ về, không cho tu nữa, chứ nếu không thì bây giờ con thành sư huynh rồi. Lôi về, bố con về sau lớn rồi bố con mới kể là mẹ mày mong cho mày đi tu, nhưng mà mày đi tu chưa tới thời tới lúc, mẹ mày nhớ quá lại lôi về không cho tu nữa. Thế cái đứa con nó xa quá, nó ra ngoài mà nó ra xa quá thì mẹ cảm thấy hụt hẫng, lôi về. Thế là đi học lại bình thường, bị đánh rớt xuống một lớp, học trễ một năm rồi đi học. Rồi 75 con 16-17 tuổi
không nghĩ đến chuyện đi tu nữa. Là bởi vì các dòng tu đang bị bắt bớ, rồi các cha lại bị xử bắn, lại thế này thế kia. Có dòng tu nào mà nhận người đi tu nữa đâu. Mẹ con tiếp tục nuôi con trong vòng tay, ở trong mẹ của con. Rồi đến khi con quyết định đi tu thì nhà con sa sút thê thảm, bị cướp bóc, bị cán bộ hà hiếp, vu khống bắt bớ, mẹ con còn bị nhốt cầu tiêu của công an phường mà. Rồi đi tu con cũng không xong, người ta nói con không hoàn thành nghĩa vụ với đất nước, với nhân dân, thì con đi thanh niên xung phong. Trong lúc đi như vậy thì bố con chết, mẹ con ở nhà đối phó với biết bao nhiêu nghịch cảnh. Con đi tu nhà con nó sa sút kinh khủng như vậy, con vắn tắt. Rồi đến khi mà cha giáo tập ở trong nhà dòng, cha Phạm Gia Thụy có lệnh gọi vào nhà tập, lúc đó con đã 30 mấy tuổi, tù trễ mà lại nhiều chuyện hoạn nạn, cả lớp con đều tù trễ. Anh trưởng lớp của con lớn nhất còn lớn hơn con 3 tuổi, tức là lúc vào tu là 33-34 tuổi, con 32 tuổi. Nấn ná mình bây giờ đến khi mình cảm thấy áy náy với mẹ của mình, vợ quá con côi ở nhà làm sao đây, con chưa muốn vào nhà tập, nếu được hoãn là mừng lắm. Nhưng mà có một cái bác đó, bây giờ bác ở bên Mỹ, bác chết rồi, bác làm từng làm việc trong nhà dòng cho cha Lafayette, cha Olivier, thì bác ấy mới nói như thế này: "Tôn thầy Huy à, Chúa kêu đi vô nhà tập thì vô đi, chứ còn nấn ná cái gì nữa. Thầy tưởng thầy ở ngoài thầy lo được cho mẹ thầy à? Thầy có lo bằng Đức Mẹ Maria không? Mẹ Maria sẽ lo cho mẹ của thầy. Đến lúc mà thầy vào nhà tập thì vào đi." Thế là con đúng là rũ áo ra đi, mà lòng vẫn còn rây rứt, nhà mình cũng còn nợ nần. Con đi có cái gì quý giá con bán, lấy tiền con trả được cái chỉ vàng cuối cùng cho mẹ của con. Rồi con đi vô nhà dòng. Lúc mà con khấn rồi, con lên học viện rồi, mà mẹ con yếu dần. Đó là năm 1996, mẹ con yếu lắm rồi. Mẹ con đã được 80 tuổi. Con mới nói với cha Phan Đức Hiệp là cha giám đốc học viện, phó giám đốc học viện: "Thưa anh, cho em được về, cứ thứ bảy cho em được về ngủ một tối ở nhà với mẹ, sáng hôm sau em vào lại nhà dòng, không biết mẹ em lúc nào Chúa gọi về, cho em về." Cha Hiệp: "Ừ, em về đi, anh cũng có cái cảm nghiệm như vậy với mẹ của anh, mà sau này anh muốn làm không kịp nữa." Cha Hiệp có một người chị tu dòng Phaolô ở Đà Nẵng, cha cho mình về nhà ngồi chơi với mẹ, nói chuyện một lúc thì mẹ lại lấy sâu chuỗi ra, mẹ lại lấy sâu chuỗi ra để mà lần chuỗi. Mà mẹ sao mẹ suốt ngày lần chuỗi này, mà con thấy mẹ lần chuỗi thì mẹ lại còn ngủ gật nữa, thế thì còn ơn ích gì? Mẹ con mới nói là: "Không đâu, cậu về này là mẹ bớt đọc kinh đấy, chứ cậu mà đi vắng, cậu mà ở trong nhà dòng, mẹ hờ ra một chí là làm đọc kinh, và nếu có khi đã làm cái gì là đọc kinh." Con lại tiếp tục hiểu rằng đứa con đi tu đi nữa thì đứa con vẫn ở trong lòng của người mẹ, ở trong mẹ. Rồi một thời gian ngắn sau là mẹ con qua đời. Trong suốt từ giờ mẹ con qua đời từ năm 96 cho tới bây giờ là gần 30 năm. Mà Chúa cho con cái ơn 3-4 ngày, 5 ngày là trễ, thế nào con cũng nằm mơ thấy mẹ. Lúc đầu con sợ lắm, hay là mẹ của mình chưa được rỗi linh hồn, mà tại sao lại cứ về với mình, cứ nằm thấy giấc mơ. Con đi gặp bà Sơ Tô Thị Ánh là cô giáo tâm lý học chiều sâu. Con trình bày kể thì cô giáo là Sơ Tô Thị Ánh đó, tiến sĩ đó, nó bảo: "Không sao đâu thầy, không sao đâu cha, lúc đó cũng làm cha rồi, không sao đâu." Nên là lúc đầu còn làm thầy, sau làm cha rồi vẫn cứ còn gặp mẹ. Nếu mà bà chưa rỗi linh hồn thì bà sẽ về
trong một cái dáng vẻ buồn bã. Đằng này là mẹ của con về đấy, về trong một niềm vui, con gặp được mẹ giống như là đang còn sống, đang sống trong cái ngôi nhà. Khoảng một tháng, hai tháng con mới mơ thấy ba con một lần. Các anh, các chị con thì ba, bốn tháng mới mơ thấy một lần. Nhưng mà mẹ con thì ba đến năm ngày là mơ rồi. Mơ mà giấc mơ nó rõ mồn một rồi. Vậy có nghĩa là bây giờ mẹ con đã mất, nhưng mà con vẫn tiếp tục ở lại trong lòng mẹ con. Mẹ con tiếp tục ở lại trong con. Có một hôm con nằm mơ thấy mình bị bóng đè, sợ quá u ớ kêu không nói không được bò. Nhìn thấy mẹ ngồi ở bên cái giường bên kia, tựa vào tường, hai chân duỗi ra. Mẹ, mình cố gắng kêu mẹ, mẹ cứu con. Không thấy mẹ trả lời gì, mẹ vẫn cứ ngồi yên. Con mới bò từ cái giường của con rớt xuống cái giữa, bò tiếp tới cái giường của mẹ con, bò lên nắm được hai cái chân của mẹ con. Mẹ con ngồi duỗi chân, mẹ, mẹ không nghe con gọi hay sao mà tại sao mẹ không cứu con. Mẹ con mới đưa cái sâu chuỗi này lên. Có chứ, tôi đang cầu nguyện với mẹ Maria để cứu cậu đấy. Sự tỉnh dậy. Bây giờ khi mà mẹ không còn làm được cái gì cho mình, không còn chăm sóc, không còn bú mấm nâng niu, không còn chăm sóc cái ăn cái mặc, quần áo của con là mẹ con may hết, không có đi tiệm ở ngoài. Thì bây giờ mẹ mất rồi đó, mình đi tu rồi, không còn mẹ để mà lo. Thì mẹ chuyển tất cả cái đó vào cho mẹ Maria. Nhà dòng của công con có một cái truyền thống là cứ đi giảng, nếu mà giảng 3 ngày thì cái ngày cuối cùng thế nào cũng phải nói về Đức Mẹ Maria. Và thường thì nó trùng vào ngày thứ bảy hành hương kính Đức Mẹ. Hôm nay nó không phải là thứ bảy, nó mới là thứ sáu. Nhưng mà con xin phép con vẫn nói về mẹ của con và mẹ Maria. Cái ngày mà mẹ con mất, con đã là tu sĩ rồi. Lớp con là cho Hầu Đắc Tâm của giáo xứ mình này, cha Nguyễn Trần Tuấn là xứ mình này, cha Hoàng Minh Đức là ba cha ở ngoài Huế này của mình cùng lớp với con. Cả lớp con là 12 anh kéo về nhà con hết để lo phụ cái đám tang. Cha Tiến Lộc, cha Vũ Khởi Phụng là hai cha thầy cũng đến phụ. Bao nhiêu người súng lại để lo cho đám tang cho mẹ con. Thì có một cha trong nhà dòng là cha Stefano Chân Tín, bây giờ ngài mất lâu rồi, cha già Chân Tín, ngài cũng đến viếng mẹ con, ngài thương con lắm. Đến thì ngài mới viếng đọc kinh xong vắn tắt, xong ngài quay sang chia buồn. Ngài nói như thế này: cha xin thay mặt nhà dòng vừa chia buồn vừa chia vui. Nghe câu lạ đó ha, chia buồn mà lại chia vui, đám tang mà lại có chia vui, là bởi vì hôm nay gia đình chúng ta đã mất một người mẹ ở nơi trần thế, nhưng mà lại được cái người mẹ ấy ở trên nước trời. Và cái chỗ trống của bà mẹ mình ở trong nhà, cái tình thương bị khuyết đi đó. Thì Chúa Giêsu gửi mẹ Maria, mẹ của Ngài đến lo liệu mọi sự ở trong cái chỗ trống vắng đó, mất mát đó. Thế là cha chúc mừng, cha chia vui. Trời ơi, lần đầu tiên mình nghe một cái lời chia buồn mà chia vui tuyệt vời như vậy. Và lại càng cảm nghiệm sâu hơn là cuộc đời của chúng ta đó, ta được ở lại trong mẹ của ta, và mẹ của ta truyền cho ta được ở trong lòng của mẹ Maria. Bởi vậy cái đề tài ngày hôm nay nói là chúng, gia đình của chúng ta sống như Thầy Giêsu. Có nghĩa là cùng một lúc chúng ta phải đón mẹ Maria vào làm mẹ của ta. Anh em Tin Lành có thể hỏi trách chúng ta là tại sao đi thờ Đức Mẹ. Chúng tôi trả lời là không có, chúng tôi không có thờ Đức Mẹ. Chúng tôi yêu Đức Mẹ, rồi giữ Đức Mẹ. Để Đức Mẹ mà bảo vệ gìn giữ. Thành ra con cũng sáng tác nhiều bài hát. Nhưng mà những bài mà nó còn đọng lại được, mà còn có giá trị một tút chút đó, theo người đời, mọi người và cả thật con thấy, là những bài nói về Đức Mẹ.
con còn khoe với cha bề trên, lúc mà cha bề trên còn là bề trên của con ở Vũng Tàu, nơi cha Giang ơi, mình có một bộ 30-40 bài giảng về Đức Mẹ. Sau mấy chục năm linh mục thì mình cứ giảng về Đức Mẹ, mình lưu ở trong sổ, mười mấy cuốn sổ như thế này, là bởi vì cái cảm nghiệm về người mẹ nó bắt đầu từ người mẹ ruột, mẹ đẻ. Nó bắt đầu từ cái chỗ ở lại trong. Nên đến khi mà mình mà nói về Đức Mẹ Maria đó, thì nó có một cái gì đó tự nhiên ở bên trong, không có cần cố gắng, không có cần vận động, vận dụng thần học, triết học cái gì nữa, mà cũng không cần phải tham khảo chuyện kể ở đâu. Nó chuyện kể ngay trong nhà của mình, ngay trong đời mình. Và mình thuyết phục được, mình đánh động được rất là nhiều người. Thế buổi cuối cùng này, gia đình sống như thầy Giê-xu, con sẽ kể những câu chuyện cuối cùng. Không biết có còn dịp để mà sống mà ra đây để chia sẻ với ông bà anh chị em không. Nhưng mà khi mà con làm mục vụ, trước khi con lo mục vụ bảo vệ sự sống cho các bà mẹ đơn thân lỡ lầm có thai, thì con làm cho những người ma túy. Ở đây trưa hôm nay con đi thăm nhà hướng thiện của cha Trần An. Con nhớ lại cái thời 2-3 năm đầu đời linh mục, con lo mục vụ cho người cai nghiện ma túy. Thế có một hôm người ta gọi con đi sức dầu cho một bệnh nhân HIV đến giai đoạn cuối rồi. Mà nhà của anh ta nó nằm ở cái khu quận 4, là lúc đó là cái khu nổi tiếng là bất lương, xã hội đen. Đi mình cũng hơi teo teo. Thế là đến quận 4 đó, là đến có cái chị dẫn đường, chị tông đồ đó, chị dẫn đường mình đi len lỏi. Đi ngang qua những bộ mặt rất là rằn ri, rất là dữ tợn. Nếu mà cho mình đi một mình chắc không dám đi. Nhưng mà hình như họ quen với cái cô tông đồ giáo dân đó. Họ xì xầm, ông cha đấy. Thế mình đi thấy cũng an toàn. Đi một hồi tới được cái căn nhà của cái bệnh nhân HIV. Ở bên ngoài nó là hang cùng ngõ hẻm, xấu xí hôi hám. Mà lạ thay, bước vào trong cái ngôi nhà đó là ngôi nhà của một bệnh nhân HIV giai đoạn cuối. Mà tại sao mình lại cảm thấy nó thơm tho, nó sạch sẽ, nó trong trẻo. Nhà nghèo này, trống trải không còn cái gì. Có một cái ghế bố nằm ra thì cái anh bệnh nhân đang nằm ở trên. Và quây quần chung quanh anh là một bà mẹ, một người vợ và một đứa bé gái 8-9 tuổi. Cộng thêm cái chị tông đồ của mình tới nữa là 4 người đàn bà. Có mình là đàn ông với cái anh bệnh nhân. Thì sức dầu nói chuyện một lúc thấy anh ta bình tĩnh. Anh ta cái lưỡi nó tấy lên dày lên như thế này, miệng nó chiếm hết cái miệng của anh ấy. Giai đoạn cuối là nó trắng móc, nó lở loét. Thì anh cố gắng hay nói: thưa cha, con là thằng khốn nạn, đời con khốn nạn, con hối hận thì không kịp nữa, con thấy nhục nhã và đau xót cho cuộc đời của con. Đương nhiên anh không có nói nhanh như ấy giờ con nói đâu, anh mãi mới xong được một câu. Con nghe anh nói xong thì con mới nói: anh ơi, tôi ngược lại, tôi thấy anh là người diễm phúc đấy. Anh ta trợn mắt lên, anh ta nhìn mình sắp chết vì sida thế này mà lại ông cha ông lại đến anh bảo là diễm phúc là thế nào. Tôi nói là cuộc đời của anh là lúc này là những ngày cuối cùng lở loét ra khủng khiếp, nó mụn nhọt, nó gọi là bội nhiễm đó. Tức là tiêu tiểu bên trong nó rối loạn tiêu hóa rồi, nó be bét ra rồi. Và ngoài ra da liễu nó nổ ra những cái lớp mốc, nó lở loét ra. Rồi phổi của anh ta nó nát rồi. Anh ta thổi thở ra mà mình thấy ánh nắng nó vào nó bay những con vi trùng. May sao con cũng không bị lây, lúc đó chưa có xài khẩu trang. Nói: anh ơi, tôi lại thấy ngược lại anh là một người may mắn. Bởi vì tôi bước vào nhà tôi lấy làm lạ. Tại sao cái nhà của anh nó lại ấm áp, nó là trong trẻo, nó sạch sẽ và nó thơm tho. Ấy là bởi vì tôi khám phá ra rồi.
anh đang sống giữa những người phụ nữ tuyệt vời. Đầu tiên là mẹ của anh. Mẹ của anh, tôi nhìn rồi tôi biết ngay mẹ đã chăm sóc cho anh như thế nào. Kế đó là vợ anh. Vợ anh là một người đàn bà đã không bỏ rơi anh. Như người ta nhìn thấy sida như vậy, người ta có thể bỏ rơi, người ta chạy mất rồi. Mà chị vẫn chăm sóc cho anh miếng ăn, giấc ngủ. Nhìn thấy cái cà mên anh đang ăn dở dang biết ngay. Và cái người phụ nữ thứ ba là đứa bé 8-9 tuổi, đứa bé gái. Nó quấn quýt chơi bên anh, nó không hề sợ. Nó không hề ghê tởm người bố của nó. Nó vẫn quấn quýt, nó chơi ngay bên cái giường. Và anh ơi, còn một người phụ nữ ngoài cái chị tông đồ giáo dân này tốt quá. Chị lo lắng cho anh, mà chị đón tôi đến sức dầu cho anh. Thì trên hết, anh còn một người phụ nữ nữa. Anh có biết là ai không? Anh ta gần đã chưa đoán được. Anh bảo là Đức Mẹ. Tôi vào tôi nhìn cái bàn thờ của anh, nhà thánh nó nghèo, chẳng có cái gì là long trọng, xa hoa, nhưng mà bàn thờ rất là trang trọng. Mẹ Maria đang làm chủ ngôi nhà này, đang nâng đỡ tinh thần anh, nâng đỡ những người đàn bà khác ở trong căn nhà này. Nên tôi nói chơi cho vui thôi, giả sử như hôm nay tôi không kịp đến để sức dầu cho anh, thì anh vẫn được Đức Mẹ đón anh về nước trời. Đức Mẹ tha thứ tất cả mọi cái cho anh, đón anh trong vòng tay. Và mẹ đã thu xếp cho tôi để mà tôi đến được để trao ban bí tích cuối cùng cho anh. Anh tạ ơn Chúa đi, cảm ơn Đức Mẹ đi. Anh cùng tôi, cả nhà cùng tôi đọc một kinh lệ cha, một kinh chính mừng, một kinh sáng danh. Lạ thay, hồi nãy cái lưỡi của anh ta đọc không được, nó dày cui ra. Vậy mà bây giờ đến khi đọc kinh, nhất là kinh chính mừng, anh ta đọc rất là rõ ràng. Con đi về. Mấy ngày sau, cái chị tông đồ giáo dân, chị Đấu, chị báo cho con biết anh được Chúa gọi về rồi, đi rồi, đi bình an. Bà mẹ là như vậy, mẹ Maria là như vậy. Câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến một nữ tu. Tưởng là đi tu không có chồng, không có con, không có cháu, nhưng mà các sơ vẫn tiếp tục sinh con, vẫn tiếp tục có những đứa con ở trong lòng của mình. Mà nó ra đời, nó là trẻ mồ côi, nó là đứa chưa ngoan, nó là đứa bị bỏ rơi, nó là cái này kia. Nó vẫn tiếp tục ở lại trong cái lòng của một bà sơ. Con không thích gọi là bà sơ đâu. Sơ thì tiếng Pháp chỉ là chị. Con thích gọi chữ gì hơn. Nó rất là Việt Nam. Mà chữ gì có nghĩa là em mẹ, chị mẹ. Em của mẹ, chị của mẹ. Ở một vài vùng con còn nghe gọi mấy sơ là o. Tức là cô, em của bố, chị của bố. Tức là một cái người kế thừa người cha người mẹ, để mà nuôi cái đứa bé đó, chăm sóc cái đứa bé đó về phần thiêng liêng. Cha mẹ có thể nuôi nó ăn học, dạy dỗ nó cái này cái kia đều hay lẽ phải, nhưng mà về mặt thiêng liêng thì người nữ tu tuyệt vời. Các dì Mến Thánh Giá ngày xưa khi được đào tạo, thế nào cũng đào tạo cho cái việc đỡ đẻ. Người ta gọi là bà mụ. Đỡ đẻ là đón cái đứa bé từ trong lòng của mẹ nó ra đời, để đưa nó vào trong lòng của mình là người mẹ nữ tu, đưa nó vào trong lòng của người mẹ dân tộc, người mẹ hội thánh. Nên là cái chức năng, cái thiên chức cao quý lắm. Các gì dạy giáo lý cho một người học đạo là khai tâm cho nó, mở cho nó con đường gặp Chúa. Con đường mà mấy hôm nay ta nói gặp Chúa, rồi đón nhận Chúa và đi theo Chúa. Cái công của mấy bạn nữ tu nhiều lắm ấy. Ở dưới miền Tây, ông cha Trần Quốc Hùng, dòng của con, bây giờ ngài cũng về hưu già rồi, cùng lớp với lại cha bề trên, hay là dưới lớp của cha bề trên Duy này. Cha Hùng kể cho con nghe, ở đây có một bà Phước, chẳng Mến Thánh Giá Cây Mơn này, Mến Thánh Giá Cây Lu vậy đó. Bà ấy hay lắm. Bà là bà già, lọm khọm lọm khọm, rất ít khi mão dòng đi là thờ, mới còn ở ngoài thường là bà mặc đồ bà lọm khọm lọm khọm.
bao nhiêu cái nhà ở trong cái khu xóm đó mà lộn xộn, mà rối đạo, mà thế này thế kia cái gọi là bà lùi vào vô nhà. Nhà bà gặp bà Khuyên. Bà Khuyên, có nhiều anh nó nhột lắm, nó thấy bà đằng xa nó chuồn cái cửa sau. Bà đi vòng cửa sau, bà chặn nó cái là gặp. Tư, mày đi đâu đó Tư? Vô đây má biểu. Và má biểu có nghĩa là má lại tiếp tục yêu thương, khuyên nhủ. Cho đến ngày mà bà Phước, gì mà gì Phước đó nha, đây là đem cái phước, đem cái phúc lên cho người ta đó. Hay hơn Chư Sơ nhiều. Chư Sơ nghe Tây thì Tây thiệt nhưng mà không hay. Và là dì Phước. Tới ngày dì Phước gặp ông cha Sở, ông Cố. Ông Tư đó xong rồi nha. Ông Cố hết hồn, ông Cố Hùng hết hồn. Xong là sao, tưởng nó đi nó chết rồi, nên nó bị bắt rồi. Đã không có, ông Cố xong rồi, Cố nó còn gỡ cho nó rối hết rồi, nó biết Chúa rồi, nó hối hận rồi. Bây giờ là con giao cái khâu này là khâu ông Cố. Thế là ông Cố là giải tội, ông Cố đón anh chàng nó vào cho xưng tội hiệp lễ, công bố trước nhà thờ hầm luôn. Bà Phước bắt cái lùi như vậy đó, tông đồ giáo dân, bà đi khắp cái làng xã nó cả, không có đạo lẫn có đạo, mà bà cụ già bà đi, đi đến đâu là người ta đón đến đó, ai cũng quý mến cái bà dì Phước đó, bởi vì bà mang cái phước đến. Có thể họ chưa theo đạo, nhưng mà lòng họ đã được dọn sẵn mở ra rồi, để mà Chúa đến ở trong lòng của họ. Vậy thì thiết nghĩ cái bà Phước đó phải là một cái người có Chúa ở trong lòng thì mới đem lại cho người khác nữa. Một câu chuyện bà Phước khác. Một buổi tối con ngồi con xem được một cái clip ở trên mạng, không biết ở đây chắc cũng có vị đã xem rồi. Một cái tai nạn nó xảy ra ở ngã tư Hàng Xanh. Một anh công an xã của huyện Thủ Đức bị cái xe container nó đụng một cái, nó cán đứt đôi người đó, từ dưới bụng này trở xuống, nó thành hai cái chân với cái bụng, nó lôi theo cái xe đi mấy chục mét, nó nằm tít trên kia. Còn anh này nằm ở chỗ này chưa chết, đau quá rồi nó không còn biết đau nữa. Anh ta nằm thì cái bụng anh nó ruột nó đổ ra, anh ta lần đầu tiên thấy cái ruột của mình. Anh ta bóc ruột anh ta xem, anh ta lên làm ngạc nhiên, không kêu đau gì, anh ta có bóc lên xem cái ruột của mình. Mà đám đông dân chúng Việt Nam mình thì có cái tật là bu lại coi, tò mò bình luận thế này, thằng này ông này thế kia này, nó không biết nó còn sống được không, chắc nó chết quá rồi, đứng ngoài bình luận. Người lấy máy điện thoại ra quay luôn hay những lời, những cảnh cuối cùng của anh này nhìn người này, nhìn những cái đầu vẫn còn đội cho nón công an xã CAX đó. Anh nói là có ai đi kêu chúng tôi sẽ cứu thương không? Chẳng ai thèm đi kêu. Anh cứ nằm đó, anh vừa ngó cái ruột của anh vừa kêu mọi người cứu anh. Bỗng nhiên có một bà Phước. Bà Phước đó mặc đồ thì một xanh dương. Con đoán là một là nữ tử Ba Vinh Sơn, hai là con Đức Mẹ Vô Nhiễm, ba nữa là con Đức Mẹ Đi Viếng. Không thể có dòng nào khác. Một trong ba dòng, bà sơ già chắc cũng 60 tuổi. Đội cái nón vải, cái nón tai bèo của mấy sơ hay đội. Đội thêm cái nón bảo hiểm chụp lên trên. Bà xuống mà ngồi bên cạnh anh ta. Thì cái anh quay phim nó quay bà luôn. Thế là mình được nghe và được thấy những hình ảnh cuối cùng. Bà nói với anh ta: "Con ơi, con kêu Chúa Giêsu cứu con đi." Anh ta trừng mắt nhìn. Giêsu cái gì? Gần chết rồi mà Giêsu cái gì? Bà nói: "Con kêu đi con. Con không biết Giêsu là ai, con cứ kêu lại đi. Lạy thầy Chúa Giêsu xin cứu con. Con cứ kêu đi." Anh ta không chịu kêu. Bà mới nói: "Nếu con không kêu thì má kêu dùm con." Dễ thương không? Má kêu dùm con nghe. Thế là bà nhập vai, bà trở thành cái người nạn nhân đó. Lạy Chúa Giêsu xin cứu con. Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu xin chữa lành con. Lạy Chúa Giêsu xin cứu sống con. Liên tục những lời nguyện vắn tắt như vậy. Bà nói mà lúc thì cái mặt anh ta lúc đầu còn trợn ngược mắt lên nhìn anh. Rồi những cái người mà chung quanh nhìn thấy cái điện thoại nó que ấy, thì người ta cũng, cái bà này khùng hay sao? Người còn nẹt nẹt bà. Nhưng mà từ từ đến khi anh mặt anh ta nó giãn ra,
sáng hẳn ra, tươi hẳn ra, anh ta chết, thở hơi cuối cùng trong bình an. Mọi người chung quanh ngỡ ngàng, không còn ai luôn xôn xao, không ai ngỡ ngàng. Bà Phước đứng lên làm lễ thanh giá, đúng lo xe cứu thương tới đưa anh ta đi vào nhà xác. Vậy thì thưa ông bà và anh chị em, nãy giờ con kể lòng vòng như vậy là chúng ta thấy cái con người ta nó ở trong lòng của người mẹ hình thành thêm thịt, thêm xương, thêm da, thêm sự sống từ một cái bào thai bé tí 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 cho đến khi chào đời là 9 tháng 10 ngày. Thì câu chuyện kết của con là cái anh ta chết, anh ta lìa đời trong một cái tai nạn bi thảm như vậy. Nhưng mà cả hai đã được lồng vào trong tình thương của Chúa Giêsu. Cái mà chúng ta vẫn gọi là lòng thương xót đó, lòng thương xót của Chúa Giêsu đó rất là cụ thể. Không phải là chuyện gì là kinh, là những lời cầu nguyện xa xa chúng ta đâu, mà đó là một cái sự thực, một hiện hữu có từ lúc chúng ta hình thành trong dạ mẹ. Từ muôn thuở muôn đời con đã được hình thành trong dạ mẹ. Chúa an tường đời con, Chúa biết rõ con khi đứng, khi ngồi, khi đi, khi nói năng. Con không thể nào thoát ra khỏi cái vòng tay yêu thương của Ngài. Cứ thế mà cho đến cuối, dù là anh theo đạo hay không theo đạo, anh chống Chúa, anh phạm tội, anh độc ác, anh gian tham, anh bê bối, anh rối rém tùm lum, thì con người ấy vẫn được ở trong tình thương của Chúa. Chúa vẫn tiếp tục lo liệu cho người đó, để rồi người đó chết trong tình thương. Câu chuyện cuối cùng, con quên mất năm nào, có một ông cán bộ lớn lắm, ông là bí thư của Bác Hồ, ông giỏi lắm, ông lý tưởng, ông từ nước ngoài, ông tình nguyện về Việt Nam, ông tham gia cách mạng, và người ta dùng ông làm bí thư, giỏi lắm, chuyên môn soạn thảo các lá thư cho các vị lãnh đạo quốc tế đủ các nước, ông 5-6 thứ tiếng. Rồi cứ thế cho đến già, con cái lớn lên đi ở hết rồi, còn lại đúng hai vợ chồng già ở đường Nguyễn Phi Khanh, quận 3, Sài Gòn. Ông nằm trên giường bệnh một thời gian, ông mới cảm nghiệm thế nào, ông mới gọi bà vợ cũng là một đảng viên: bà ơi, bà chịu khó đáp ứng cho tôi một cái nguyện vọng cuối đời đi. À, vâng, ông muốn gì ông cứ nói, tôi sẽ cố gắng. Bà đi tìm cho tôi một linh mục Công giáo. Bà trợn ngược mắt: thôi, đảng viên mà đi tìm linh mục Công giáo làm gì? Bà cứ đi tìm đi. Nguyện vọng cuối đời của tôi bà đáp ứng. Bà đồng ý. Nhưng mà rồi bà không biết gọi ai, bà đâu có quen linh mục nào đâu. Bà mới nhớ là bên hàng xóm có một cái bà người Công giáo, cứ sáng sáng là bà ấy đi lễ, bà này ngủ không được, thức dậy đang quét sân thì thấy bà kia đi lễ, hỏi chị đi đâu mà sớm thế, bà đi nhà thờ, à bà này đạo Công giáo, hai bà thương nhau, quý mến nhau, chị ơi, chị bên Công giáo chị có quen một linh mục Công giáo nào không? Bà, chuyện gì? Nha, đảng viên các anh chị mà tại sao lại đi gọi công bác sĩ mà linh mục? Bà, ông nhà tôi ông xin, có vậy tôi đi tìm, tôi quen ông cha này tên là ông cha Tiết Lộc ở Tân Định luôn. Bà bươn chải đạp xe đạp chạy đến nhà cha Tiên Lộc, vừa mới nói cha Tiên Lộc nó bác yên tâm, bác về đi, cháu sẽ tới. Cha Tiên Lộc lấy xe thì thay vì đó chạy gần đến Tân Định, chạy tí là tới, sực nhớ đến con, à nhớ đến uy nó, lại kéo nó, mình là đệ tử đi theo Ngài ở hướng đạo mà, lúc đó là cũng mới bắt đầu có ý đi tu thôi chứ chưa có vào trong dòng. Thế là Ngài cõng con lên hông đa chạy tới nhà. Vào trong nhà thì sạch sẽ, mà một nhà cán bộ lớn như vậy nhưng mà liêm khiết, không có xa hoa, không có giàu có. Vào thì ông nằm yên trên giường bệnh, hai bác cháu chào hỏi nhau: bác ơi, bác cần gặp một linh mục Công giáo, thì con đây, con là linh mục Công giáo đây, bác có chuyện gì bác nói.
Và ông cụ mới bảo là: thưa cha, những ngày cuối đời tôi nằm thế này, tự nhiên tôi nhớ, nhớ kỷ niệm của tôi hồi bé, được mẹ tôi đưa đến nhà thờ, tôi đã được rửa tội. Mẹ tôi bế tôi đi rửa tội. Ngày xưa mà cứ sanh con xong mới có 2-3 ngày là được đưa đi rửa tội. Thì để tôi đã thành công giáo, mà cả đời tôi đi theo cách mạng, tôi quên đạo, tôi bỏ đạo. May quá cuộc đời tôi không, tôi theo cách mạng mà tôi không có làm chuyện gì bậy, không có làm chuyện gì tàn ác. Bây giờ tôi nằm tôi nghĩ lại, tôi bảo ồ ta lạ nhỉ, tại sao mình đi theo cách mạng mà mình không có thế này thế kia như bao nhiêu người khác. Hóa ra là cái gốc của mình là người công giáo, được mấy sơ dòng Saint Paul đã dạy đạo, mấy sơ Tây dạy giáo lý. Nên cả đời tôi vẫn sống đàng hoàng. Thưa cha, hôm nay tôi muốn mời cha đến, cha cho tôi xưng tội, tôi trở về với Chúa. Cha Lộc bảo hay quá, quý quá. Thế bao nhiêu năm rồi bác? Ông đã 80 mấy tuổi rồi, tức là 70 năm đi theo cách mạng. Bây giờ bác có còn nhớ gì không? À, tôi còn nhớ lõm bõm mấy cái kinh bằng tiếng Pháp, tôi quên hết rồi, không có dùng đến. Bác còn nhớ được đoạn nào bác nhớ? Ông mới bật lên: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Kính mừng Maria, bà đầy ân phúc Đức Chúa Trời. Bằng tiếng Pháp. Ông đọc đến đâu ông quên, cho tiết lập đọc bù vào, con ngồi bên cạnh đọc ké vào luôn tiếng Pháp. Thế là ông đọc chân chu đọc xong hết. Cha Lộc mới kết thúc một câu: bác ơi, Đức Mẹ đã giữ cho bác, đã giữ cho bác không mất đức tin, đã giữ cho bác sống đúng lương tâm, và nhất là đã giúp cho bác đến cuối đời mà hồi tâm để tìm lại Chúa. Bác cảm ơn đi, mẹ thương bác lắm đấy. Bác già như thế này rồi, ông nội ông ngoại ông cố rồi, mà bác vẫn là một đứa bé ở trong lòng của mẹ Maria. Cha Lộc giải tội, xuất dầu giải tội. Ông ấy xin nguyện vọng, cha Lộc đồng ý. 1-2 tuần sau ông ra đi. Nhà của ông cha Lộc cũng đến viếng xác thì thấy toàn là những vòng hoa, toàn là cán bộ thứ lớn, cỡ Phạm Văn Đồng, Nguyễn Cơ Thạch, Võ Nguyên Giáp đến viếng, gửi vòng hoa từ Bắc vào. Cha Lộc cũng đứng đó, kéo một nhóm tới đọc kinh cầu nguyện. Người ta cũng ngạc nhiên, một bên là đảng viên mà cuối cùng lại có đọc kinh cầu nguyện hát thánh ca. Nguyện vọng của ông là nghi thức mọi sự vẫn theo cách mạng, nhưng mà xong xuôi thì thiêu đem cho cốt cất vào trong nhà thờ Tân Định. Còn kết thúc ở đây thì chúng ta thấy là ta đi theo Chúa Giêsu đó, thì không phải là ta đi theo, mà là Chúa đi theo ta, mà là mẹ đi theo ta. Ta có cảm giác như bà mẹ léo đéo đằng sau. Thì nếu ta ngã là đỡ, nếu ta đi lạc đường là vỗ vai bảo ê nó đi đằng này nè, nếu ta kiệt sức thì mẹ cho ta uống thuốc, ta cho ta được bồi bổ. Nếu mà ta buồn ta khóc, mẹ ủi an. Có thể mẹ không có hiện ra, nhưng mẹ ủi an cho ta qua một cái bà Maria, Legio Maria, qua một cái ông tông đồ giáo dân, qua một chị trong ca đoàn. Tất cả chúng ta cũng là con của mẹ, và mẹ có cách để dùng chúng ta. Nhất là các chị nữ tu, là chúng ta có một cái bà bề trên tối cao là bác mẹ, nữ tu đầu tiên và là nữ tu trọn đời, không cần khấn mà lại giữ đạo cho đến chết. Mà bây giờ bà mẹ ấy vẫn tiếp tục đang là bề trên của các dì. Ta được tiếp tục bà mẹ đó lẽo đẽo đằng sau để mà chăm sóc, để mà dẫn anh chị em đến nhà thờ đi dự lễ. Ông cha thành tâm dòng con, ông làm bài hát: Maria ơi, con xin cảm ơn mẹ, bởi vì mẹ giúp con dâng trọn thánh lễ. Ôi mình mới hát bài đó mình đòn nhớ ra. Do dâng lễ mà trọn vẹn đấy, mặc dù vẫn có thể chia trí, vẫn có thể
lơ đãng. Nhưng mà mẹ đang giúp cho chúng ta dâng trọn thánh lễ. Sợ chưa? Và cái công thức cuối cùng, xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em, anh em ra về bình an. Con nghĩ ngầm đằng sau vậy đó, xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng với mẹ Maria theo các con, theo anh chị em đi về trong nhà, về khu xóm, về các cái kiệt và về cái con phố. Mẹ không bỏ lỡ một phút nào. Ta được ở trong mẹ, mẹ được ở trong ta. Đó là con xác tín. Con chia sẻ như vậy, con hy vọng là ông bà anh chị em cũng cảm nhận là đời mình đã từng xảy ra biến cố này, sự kiện kia, mà chứng tỏ rằng mẹ Maria ở cùng chúng ta, ở trong chúng ta, mà ta được ở trong mẹ. Và mẹ có một động tác duy nhất thôi, là đưa chúng ta về với Giê-xu con của mẹ. Mục đích tối cao là nằm ở chỗ đó. Con kết thúc cũng bằng bốn câu hát. Xin anh đàn cho mình la trưởng. Bốn câu rất là ngắn để chúng ta tạ ơn Chúa. Tự nhiên nó quên mất rồi. Mình hát rồi anh theo đàn nhé. Bây giờ mình không biết là có đúng là la trưởng không. Con xin cảm ơn Cha, bao ơn lành Cha ban. Con xin cảm ơn Cha, ôi tình Cha thương con. Gần đúng rồi. Con xin cảm ơn Cha, bao ơn lành Cha ban. Con xin cảm ơn Cha, ôi tình Cha thương con. Ba ơn lành Cha ban, trong đó có một cái ơn là cho chúng ta có một người mẹ là Maria. Ta xác tín điều đó, đời ta bắt đầu vui lên, có thêm niềm tin, có thêm niềm vui, có thêm bình an. Người nào đi tu thì đi tu ngon lành hơn, không có còn lâu lâu khủng hoảng nữa, buồn bã nữa. Người nào lập gia đình thì tìm thấy niềm vui trong vợ, trong chồng, trong con, và bắt đầu thương cái đứa con mình nhiều hơn. Các bà mẹ nào mà đang mang thai thì thương cái đứa bé đó trong bụng, mà bắt đầu nói với nó về Chúa ngay từ khi nó còn đang ở trong lòng mình, để khi nó sinh ra đã được chuẩn bị sẵn rồi. Và bà mẹ nào mà có con đi tu thì đứa con nó có dù là ông này bà kia có làm đến giám mục đi nữa, bề trên giám tỉnh đi nữa, đi đây đi đó làm việc mà tiến sĩ đủ thứ, đứa bé vẫn là một đứa bé nằm trong vòng tay của người mẹ. Anh chị em cứ nhớ mẹ, quên mẹ thì lấy sâu chuỗi đây. Đừng nọc nhiều, không cần nọc nhiều. Mới có kính mừng Maria một chút xíu là mẹ đã bay đến ở với ta rồi. Ta hát lần cuối rồi con kết thúc. Cái công hồi nãy em cho cái tông gì xin cho lại. Con xin cảm ơn Cha, bao ơn lành Cha ban. Con xin cảm ơn Cha, ôi tình Cha thương con. Hôm nay đặc biệt mời cộng đoàn đứng lên chúng ta cầu nguyện. Và không có ngại gì mà dâng lên Chúa cử điệu phục vụ, cử điệu cầu nguyện. Con xin mở hai bàn tay ra. Con xin cảm ơn Cha, bao ơn lành Cha ban. Con xin cảm ơn Cha, ôi tình Cha thương con. Cộng đoàn ngồi.